Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa ba cái cây tràm bông vàng luôn nha các bạn. Một cây nó nghiêng xuống ở dưới cái hầm nè các bạn, cái ao cá. Còn hai cây ở trên này nè. Hai cây này hai cây khó nha các bạn, nghiêng vô nhà luôn. Rồi chú mình leo lên cái cây tràm này. Cây này nó nghiêng xuống hầm luôn. Bắt đầu cưa nha các bạn, cưa nhỏ nhỏ cho nó rớt từ từ xuống các bạn. Cây này cưa cho đầy da sữa cái chuồng gà lên nha các bạn. Chúng mình cưa nhỏ nhỏ cho rớt xuống đó đẩy nữa dễ lôi lên nha các bạn. Cây này nhắm quá nhắm luôn rồi các bạn, cưa cho nó trống để nó không có rụng lá xuống dưới hầm nữa các bạn, để nó rụng lá xuống hầm á khi dơ nước. Rồi chúng mình leo lên túc trên luôn rồi. Cái an toàn là các bạn ơi. Thank you.
đọt đó các bạn. Của mình cưa rất là nhanh lẹ nha các bạn. Ngã. Trên đó còn nhánh nè. Ngã luôn nữa các bạn ơi. Rồi chúng mình leo xuống các bạn. Rồi bắt đầu chuẩn bị cưa ngay đó một đoạn nè các bạn. Rồi chúng mình bắt đầu chuẩn bị leo lên cái cây tiếp theo nè các bạn. Cái cây này nó nghiêng vô nhà nè các bạn, nghiêng vô nhà lớn, nhà bếp. Yeah.
vừa làm tiếp rồi. Cưa đó là máy cưa G370 nha các bạn, làm là tình lưỡi cưa tiệt nha. Nhả một em lớn. Rồi chúng cắn mấy cừa để leo lên phía trên cắt mấy cái nhánh đó cho nó nhỏ nhỏ gớt chúng. Các bạn mà thấy chú mình cừa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó hay đó gần nhà khó cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video các bạn. Cây bông vàng này là cây bông vàng F1 nha. Mà nó nghiêng vô nhà quá chú nhà. Chiều cưa đang cắt cái chuồng gà luôn các bạn. Mình đã cắt cái đọt xong rồi đó các bạn ơi. Rồi chúng mình máng mấy cưa leo xuống nha. Leo xuống dưới này cắt khúc xuống các bạn. Nữa.
thêm phút nữa đi rồi đặng nẻ xuống nó dài quá. Chúng mình xuống rồi đó các bạn ơi. Hả? Ừ, cắt thêm phút nữa đi. Chứ gì vậy? Dài quá ngã chín độ người ta bánh. Chúng mình bắt đầu leo lên cái cây tràm này nha các bạn. Hơi khó leo các bạn ơi. Lát nó mới hạ cây kế bên này luôn. Cây này chùm hết lên cái chuồng gà luôn nghe các bạn. Thế cầm cho điện nói sao ông qua bển ông không hạ xuống giùm mấy chú để em thôi nó đứt chú. Rồi nằm dưới xuống rồi không sao đâu. Không sao đâu phải không? Ừ. Nay cái chứ nó nữa. Cái này chắc chưa thấy sao đâu ha. Ừ giờ cái chưa đó nha. Rồi chúng mình leo qua cái nhánh này nè các bạn. Nghiêng qua bên cái vườn dừa với sầu riêng của người ta luôn các bạn ơi. Cây này hơi khó cưa nha các bạn. Rồi chú mình leo ra nữa nha các bạn. Leo ra tuốt ngoài luôn rồi các bạn ơi. Ủa? Gạch hả? Không có gì vậy. Quên cái công dây đai rồi các bạn. Trên đó cưa đó các bạn. Cưa nhỏ nhỏ cho nó gớt xuống nha các bạn. Gạch nhanh lớn quá thì ta la các bạn. Chủ viên mới trồng được có chắc cỡ khoảng năm á các bạn, chủ viên tốt lắm. Như ba cái dừa. Dính lên đột dừa lá kéo xuống các bạn này.
nhánh rất là nhỏ nha các bạn. Rồi chúng mình mang mấy cưa vô dây đai an toàn rồi. Rồi chúng mình leo vô trong này luôn rồi nè. Lấy cọng đai không chú? Rồi chúng mình leo lên nữa các bạn ơi. Lên cái chạy gà lát rồi chúng mình lát nó nhỏ. Rồi chúng mình leo lên tiếp luôn các bạn. Lát nữa cái này cho nó ngã xuống. Mình dán tránh luôn. Rồi chúng mình thắt dây an toàn là đó các bạn ơi. Rồi chúng mình mang dây đai để leo xuống nha. Không lấy đâu.
rồi cắt đòn rồi các bạn ơi. Mày đi đâu mày đi mày. Không ơi. Kéo các bạn ơi. Bỏ thùng nước đi rồi đi. Đông quá cái đường hôm qua mày bước nắng mày. Đi. Năng đi. Rồi đi đi. Rồi chúng mình leo xuống rồi đó các bạn ơi. Không gì cũng được chú ơi. Không cắt cái xây ra luôn rồi. Biết giờ nó xây mà nó yếu hơn. Nó xuống nhiều quá mà nó bị chín này. Lát chú cưa gốc mình về tiếp nha các bạn. Rồi coi chỗ nào trống trống bẻ 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 mấy lá dừa ra. Rồi chúng mình cưa cái cây này luôn nha các bạn. Cây này hôm nay cưa gọn khúc nè. Cây đó nó búng cái gốc á chú ơi. Hả? Búng cái gốc á.
kì vậy. Nó kẹt cây dừa lắm các bạn ơi. Kẹt cây dừa. Rồi rồi cắt cho gớt luôn ngay khúc công luôn chú ơi. Cái này phải không? Ừ. Đúng không? Ừ, cái đó công đó. Cắt này đây nha, chỗ công nha. Nè. Cắt xong được cho nó. Đại gia. Đại gia kêu cắt cao cũng được chưa đó các bạn. Rồi giờ bắn cái gốc ra là nó chua chuột ra các bạn. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha các bạn. Nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.